gan. Mấy cái lá gan đó chứ. Còn có lá một hả hết. Nửa ký. Nên mua thịt nạc ha. Cái nào cái nạc là cái này là cái đùi hả ta? Đó là đùi trước, còn đây là đùi sau ở trong. Cái này không thể nào không. Thịt bữa nay bao nhiêu một ký vậy bé? Dạ hình này đang 95 chị. 95 hả? Lấy cái kia được không? Tại vì chị không có ăn mỡ. Sườn không ha? Mình mua mỡ sườn nó rất ngọt luôn ha. Cái này là sườn cộng 102. Có non không? Sườn non không? Hết rồi. Thịt không à? Chặt cái giùm chị luôn. Ôi chặt cái dao kìa. Bự ghê kìa. To đùng luôn á. Đủ rồi đó à? Gì nữa không? Cho con 2 kg bún nha sao? Bắt luôn hả? Coi bọc này nhiêu nè. Nè 6 cân hết bọc này cho con đi. Bây giờ 2,8 được không con? Dạ được. Được không sao? Được, chị được không? Dạ được. Rồi, của bao nhiêu sao? Rồi, của bộ như 28 thì 30 nha. 30, chính cái này 20, 50. Ủa chẳng luôn á. Cảm ơn nha. Mắt cho con chạy đó. Rồi, dạ, cảm ơn bà Sáu. Con gửi tiền đó nha Sáu. Con đi đây. Lâu quá rồi mấy xem. Dạ. Dạ. Quên đi tiền. Chị hả? Có Quán quà không được sao? Bông cải. Đi cái bông cải xanh nữa. Chị tiền cho em một cái bông cải xanh. Lấy em cái này đi. 100g 15.000. Cái này mới không chị? Mới tin nè. Rồi. Kính thưa các loại nấm. Nấm này nấm gơm thôi hả? Đậu quá. Cho em cái bọc đi. Nấm ngon. Búp búp không mà. Gửi gì nữa ta? Nấu cái này tôi thấy hôm trước chị ba có mua nấm với lại cái gì mà bông tiết đúng không? Chị Tiền ơi, cái bông tiết nấu kìa cái đó đó cái nấu mỗi vậy anh. Muối ngon không? Đó, đó, đó. Ít nấm bởi vô cho nó ngọt. Cái món này lần đầu tiên em đi mua nguyên liệu nấu luôn á. Lần đầu tiên luôn á. Ủa dạ cô. Cô học tôm khô vô. Cô lấy tôm khô cho em nói giùm. Có tôm khô luôn hả chị? Có tôm khô luôn. Ủa trời, cái quầy đồ chai của bà cái gì cũng có hết trơn vậy. Chị để trong giùm em cái.
rồi tính tiền. Lại lấy tôm khô. Dăm dăm tôm khô nha. Ừ. Rồi bự với loại nhỏ. Tôm khô cắt kỹ quá. À, bỏ vô trong thùng rồi. Ông cải với bắp non. Cái này nó 96 để 95 đi. Cái này này 90. 90 với 95 là 185. Đúng rồi. 185 cái này 36 để 35 đi. 185, 99. 220. 220 với này lại 40. 206. Wow, hết tao không chị 10 nữa. Ôi chị nhớ luôn kìa. Chị công với 1 này 10. 22. 22 26 21. Nhớ hay ta. Cảm ơn chị. Rồi, đủ đồ nha. Thì hai đứa xắt cái bông cải. Đây bông cải đây tôi làm. Tôi làm. Kê gọt nha. Rồi, ra liền. Dạ, nhóm bông nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Dạ. Ngày hôm nay thì gia đình rất là đông vui và hạnh phúc luôn. Khi mà ghé nhà Ngân nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân lúc sáng đã đi chợ nằm mua rất là nhiều nguyên liệu luôn để mà ngày hôm nay nấu một cái món ăn rất là ngon luôn. Món này thì bà ngoại đã nấu rất là nhiều lần và nói là sẽ truyền lại cái kinh nghiệm cho mấy chị em tụi mình đó các bạn ơi. Thì hôm nay xin các bạn xem bà ngoại của Ngân trổ tài nấu cái món cù lao ở tại nhà Ngân nha. Wow. Chắc là hấp dẫn lắm hả bà ngoại ha. Dạ. Dạ tuy là bà ngoại ăn chay nhưng mà nấu mấy cái món mặn thì cực kỳ là giỏi luôn nha. Dạ vậy rồi hôm nay ngoại ăn gì với tụi con? Có gì ăn đi, quán gì cũng được. Tại vì mấy cái món này mặn á, dạ. Phải làm sao ta? Không, khỏi. Mình có cần nấu riêng một cái nồi nhỏ không? Khỏi đi con. Mình, hồi sáng mình quên mua tàu hũ nha. Mình làm một cái cù lao chay nhỏ. Ngoại không ăn tàu hũ. Ngoại không ăn tàu hũ hả? Dì ngoại ăn này. Bắp đứa ấy được, mình làm để riêng ra thì được. Thôi đi, khỏi đi. Dạ. Có gì, ngồi chơi được. Thì các nguyên liệu để mà nấu cái món cù lao này đó các bạn ơi, thì bao gồm thứ nhất là sẽ có thịt heo này với lại gan heo nha, rồi và một ít sườn nữa để mà nấu cho nó ngọt nước á. Ngoài ra thì còn có thêm cái này là bông cải xanh, Ngân đang gọt cái đó là nấm tuyết. Còn là nấm tuyết đúng không? Tuyết, dạ. Bông tuyết. Còn bên đây thì có nấm gơm nè, mẹ Ngân thì đang gọt nấm gơm đó. Có bông cải xanh, rồi có thêm bắp non, có tôm khô nè, có một ít ngò hành và củ cải nữa. Đặc biệt không thể thiếu là nước dừa đúng không ngoại? Dạ. Và đậu ngự nữa, nấu nó sẽ rất là ngon luôn. Cù lao thì mình có thể nấu theo rất là nhiều cách luôn, tùy theo các cô chú anh chị các bạn thích cái nào thì mình nấu cái đó nha. Rồi cái phần thịt mà mình để ở trên làm bỏi các bạn thì mình sẽ luộc trước một ít nha. Đây. Ngoại nói là cái thịt này thì mình luộc, còn cái thịt mà mình nấu xích thì mình không cần phải luộc đâu. Nước thả vô nồi luôn. Cho nó ngọt không ạ? Dạ. Luộc rồi mất cái ngọt của con. Đúng. Cái này là mình sắp xào hay sao? Để vô cù lao. Để vô cù lao. Để nãy con nghe có người nói sắp xào, con tưởng sắp xào. Đâu, có mình luộc hết, cái con cũng, mình thử lại, mình con cũng thắc mắc. Bởi vì con thắc mắc sao lại xào. Sắc bông, sắc này. Đợi nấu lâu quá rồi mới đi sắc đó đi xong thật rồi. Thật ra là con có nấu món này một lần ở dưới trời rồi. Mau cái gì hết chính. Nhưng con cũng biết sơ sơ. Luộc cái này rồi đó. Dạ. Luộc con đậu này là xong. Trộn mau. Thịt chín rồi. Cái mình nêm nếm cho dừa ăn là được. Hành gì vậy? Cây thông thôi em tưởng. Không, cây dừa. Cái lá dừa. Cái lá dừa. Lá dừa hả? Chị ba có muốn hỏi Ngân gì không? Hỏi coi cái máy lạnh hôm trước mua gắn đâu rồi? Lên ké. Đương nhiên là gắn ở trong phòng rồi. Vô hưởng ké coi. Mở đèn rồi. Phòng này của Ngân hả? Mới sửa lại phải không? Cái này của Chui. Nghe đồn là mới sửa lại đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì cái phòng ở trên cái phía ở trên đó là mọi người thấy là nó mới đúng không? Tại vì hồi trước là nó hở cái hở. Khúc quá. Vậy là nó hở khúc trên đó. Đúng rồi, nó hở nguyên cái đoạn vậy luôn á, để gắn được cái máy lạnh là em phải sửa cái phòng lại á. Ôi trời ơi. Đây là phòng của công chúa. Ôi quá trời đồ luôn kìa chị. Ôi. Đây gọn nha, gọn nha. Nhỏ gọn. Nhỏ xíu à. Có chút béo à. Chứ nó là có
mình lên ngăn ngủ không? Không, mình em mà chị... không qua tới phòng bên kia luôn, hai phòng dạ, luôn. Hai phòng ở phía bên kia là phòng của ba mẹ, tại vì cái diện tích phòng nó nhỏ quá á, cho nên là cái anh lắp đặt anh kêu là thôi bây giờ lắp của hai phòng luôn đi, xài chung cho nó tiện. Nó mát quá, tại vì diện tích nhỏ mà xài hai phòng mát. À. Cái này là đóng bằng miếng đóng gì nha? Cái gì nè, gọi là tấm đá hoa cương, nhưng mà cách nhiệt luôn á hả? Hình như là cách nhiệt, có cách nhiệt. Nó êm quá ha. Gọn hơn. Đủ một người ngủ. Vậy là hôm trước sửa là mình chỉ gắn trên đó là hai ngày hả? Dạ, bên đây rồi bên đây với là ớt cái dắt bên này rồi. Cái dắt bên đây bằng thiết hả chị? Hở ra phong. Hở ra hở, cũng hở luôn phải không? Nó hở cho nên là phải sửa lại. Có máy lạnh mát chị ha. Mát. Mát rượi luôn. Vậy là mai mốt là có hỏi có người ké một cặp em ra chị ké được rồi. Có một cái đừng có nhúng nghe. Ủa nhúng hơi đau nghe. Ủa sao ngăn cái này im lắm phải không, chắc quá ha. Bụng ngựa đúng không? Cái bụng ngựa này là hàng hàng hiếm nha chị. Hồi xưa cái này là của ông ngoại để lại cho em á. Người thích à. Im ha, cứng dữ lắm luôn trời. Cứng hơn mấy cái giường bây giờ của mình luôn. Ngăn ngủ chiếu này. Đệm. Cái này là gọi là cái gì đó? Cái đệm hả? Đệm mà ngoại đưa luôn á. Ngoại khép tay ngủ đồ của ngoại không á. Không, ngủ đệm mát. Mát lắm á, im nữa. Đã ha, nó ấy ấy. Gọn, không gọn. Gọn gọn. Mỗi một cái góc là em chân dụng hết. Em thì hay có bệnh hay bị đói luôn. Dạ dày xong chân của ít bánh. Ôi trời. Trong phòng có sẵn đợi, có để sẵn bánh luôn. Quá dữ. Chị thấy cái áo này nè nghe. Có em cũng có nữa. Cái đó của chú nghiệp cô Nghiệp Dung cho em á. Chú Nghiệp cô Dung hay là chú Hưng cô Bích Ký. Hình như là cái này. Chú Hưng cô Bích Ký. Ồ, hai cái luôn á. Một cái chú Nghiệp cô Dung do là một cái. Đúng rồi, cái này chú Nghiệp cô Dung nè. Còn cái này là chú Hưng cô Bích Ký. Đúng rồi, hai cái. Em cũng có nữa mà trời lạnh mới mặc. Trời lạnh mới mặc, trời này mặc hơi nóng nghe. Trời này mặc nóng luôn á. Ơi nghe không? Cáo này chống mưa. Đi mưa cực kỳ hiệu quả luôn. Đúng rồi đó. Chị có xài cái này nè. Cái này á là đi mua ha, là nó không bị ướt luôn, em cũng thích nữa. Mà nó ấm lắm luôn á. Tại vì mỗi lần mà chị hay đi mua mưa đó, lấy cái áo này vô mặc vô, ấm hiểm luôn. Rất là ấm luôn. Im lắm. Em chị cũng mà... còn giữ nữa. Em bỏ trong tủ á, khi nào mà mưa thì mà nó dễ mà dễ. Nhưng mà đặc biệt là vào mùa lạnh thì cứ lấy cái áo đó ra là mặc đó. Tết á. Cái gì nha? Cặp gói bữa đi mua cái gì cho bà đó. Gói tặng cho Ngân đó. Tặng đó hả? Dạ. Chị luôn cặp gói vậy. Tặng cho Ngân. Đừng có đụng với cặp gói hơi. Cặp gói hơi. Dán lại cho nó đừng có gót. Tiện lợi á. Cặp gói em chốt. Ủa tủ này già nhiêu ạ? Dạy nhiêu nha. Cái này em nhớ như 2 mét 2 cái gì. Lâu rồi ha. Cái này nữa hả? Cái này cũng là ở số 10 đem ra đó. Bà ngoại nữa đó. Đồ bán dài của bà ngoại. Ngoại. Mắc rượi luôn nè. Đa số là của bà ngoại không ạ? Nó phà qua hai bên. Nó phà buổi tối đó mà mở hàng tái nó chị xong quéo vậy đó. Nhưng mà bà phòng có ngăn nhỏ nữa. Đúng rồi. Nhỏ là... em nhớ như là chỉ có giống phòng cẩm á. Ấm hề mà nó phòng... bắt 30 rồi. Nó lớn hơn nhỏ hơn phòng em 3 cm à. Phòng em 3 m. Bên đây 2 m rưỡi, bên kia 2 m rưỡi là dung tích 5 m á. Rồi. Im ha. Đi ra mình tham quan nữa coi. Đây gắn luôn dài tới bên đây luôn. Bên đây là phòng của ba mẹ. Sao chứ ngoại? Ngon quá, thơm quá. Trong lúc ba chị em mình đi khám phá thì bên đây bà ngoại đang miệt mài. Nấu. Không dở cái nha. Này là gì? Đậu luộc. Đậu luộc. Đậu luộc. Lâu ngoại ơi. Ngầu lắm. Chở mày chở gì mày? Trụng đồ. Trụng đồ. Trụng hả? Để con thử cái. Nước súp chấm đi là nước súp quá. Để đường. Bột ngọt vô. Dạ. Hột nêm. Nay bà ngoại làm biết chín luôn à. Chín sát. Nè, chú sát này nha. Ngọt ngay chị ha. Ừ, nó bị gì thế à. Cái đó nó hơi nhãn nhưng mà vẫn ngon phải không? Chú ngọt lắm đấy. Nó chín quá á. Bởi phía bên này nó bị hơi hơn không được, nó nhìn nó bị hơi chua á. Không, chú thấy không được á. Được. Được. Ngon ha. Ừ. Nhãn ngang có cái tủ này im nha. Đựng đồ nhiều chị ạ. Đựng đồ nhiều. Nó nghe nè, tủ chén của bà ngoại nữa đó. Ừ. Ồ, bà ngoại đem ra dữ rồi. Biết sao không? Nhà em là thừa hưởng nhà đồ của bà ngoại luôn. Rồi giờ ngủ ngửa bà ngoại luôn. Là chưa. Thưa bà ngoại ở trong kia rồi ra đây ở chiếc ngăn rồi đem đồ ra đây hết luôn. Mà chồng còn tủ áo. Rồi tủ thờ nữa. Biết sao không?
em bật mí cho mọi người nghe một chuyện, đó là tại hồi xưa ba em mất ghế cho nên là đồ của bà ngoại không mà không có đồ của bà nội. Vậy là mình còn đồ nhưng mà mình chưa đem ra hết. Không có đem. Này là nhà đám tiệc là khỏi đi mướn được phải không ạ? Đồ nhiều. Kìa để dưới đây. Cái đó mấy cái món này hồi xưa nè nha. Cái nhôm đâu để nhiều được. Cái nhôm tao đấy còn nó gớt. Đúng rồi. Nhôm để gì nhẹ nhẹ mới được. Để nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Mấy cái nón hồi xưa mà ngang còn chân đó này ha. Của bà ngoại á. Của bà ngoại đúng rồi. Mấy cái đó là của bà ngoại. Cái thời hồi đó là đem mở cho mọi người coi. Vậy là biết của bà ngoại liền. Biết của bà ngoại rồi đó, tại vì cái đó là cái nón bảo hiểm bà ngoại hay đội á, mấy cái nón mà mới của bây giờ chị, xong cái ngoại nói là đội bị cấm nè. Và đây đây là cái nón nè, cái nón gia truyền của ngoại em nha quý vị. Đẹp ghê. Ủa vậy là chị ba biết chị nước qua của ai? Victoria. Chị Victoria chung nè. Đúng luôn. Về mấy chị mình ai cũng có hết không? Chị cũng có một chai nữa. Em cũng có nữa nhưng mà để dành. Ôi ngang chân quà là gì nhất chưa nè. Sao hết rồi? À, cũng hơi ghiền chút. Mùi thơm lắm nha, dễ chịu lắm luôn á. Cái hộp đó chị ba biết cái hộp vuông vuông đó của ai? Cái hộp nào? Cái hộp bự ở dưới mà có rất là nhiều hộp ở trong. Hình như lúc đó chị ba để chưa vô. Để em lấy xuống cho chị coi. Chị không biết đâu. Dạ. Lúc đó chị ba chưa vô. Dạ. Đây cái hộp này là đang đeo trên tay của mình nè các bạn ơi. À, đây là chiếc đồng hồ đầu tiên mà chú Hùng Vũ tặng cho mình đó. À. Mình rất là thích nó luôn. Còn của em là chị biết bao, chị ba biết màu gì không? Màu gì? Màu trắng. Ừ. Nè đeo cặp với chị em. Dạ hả? Đẹp. Ủa cái hộp đẹp. Mà đẹp cái hộp đó. Cái hộp to cái lắm. Hộp nó có rất là nhiều hộp luôn. Nhìn nè. Ôi vậy nè, cái này cúc này là chị chưa vô rồi. Ôi thấy cưng quá nè. Chú này chưa vô. Chú này chưa vô. Chú ơi. Đẹp lắm luôn á. Đọc 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 hả chị? Victorinox. Victorin. Tại sao Rinox? Rinox. Rinox. Không biết thấy chữ Inox nè. Inox. Có chữ Ami nữa kìa. Tôi biết cái chữ Quýt này là nó chống nước. À. Ôi trời ơi. Nước. Gió quá. Ôi. Gió rồi. Tại nhà phía sau gió hơi nhiều. Nhóc đổ trơn nè. Ủa chứ học quà màu hồng bự ha. Dạ. Cái đó là của... Hình như là của chị. Chị cầm thì phải. Hồi trước á Ngân có một cái hộp chiếu 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 mà lúc đó tôi mở cái cho Ngân nó nghe nhá. Nè nè nè, để tôi cho bà coi. Sao học lưỡng nhất trên nè, chú Hà đưa nó cười. Đây cái túi màu đỏ đỏ đó là quà sinh nhật đó các bạn. Cái đồng đây. Hồ cái đồng hồ to lắm. Cái chụp này là gì? Chị em đố, bây giờ em đố chị nè, em đố chị đón là được cái này là cái gì? Đố chị đồ trang điểm mà. Nhưng mà cái gì? Đố chị là cái gì á? Đồ trang điểm. Làm kim sao lượng? Không, ý là nó là má hồng hay là nó là son hay là phấn mắt hay là nền hay là nó là kẻ chân mày. Phấn. Phấn gì? Phấn. Phấn gì mới được? Phấn phấn mắt quá. Đúng rồi, đúng rồi. Má hồng quá. Nào mở ra coi thử. Cái này là của cô Katie Quỳnh tặng á. À. Ui đẹp quá cái hộp này. Chị mở ra. Đừng hết hộp nha. Đừng hết hộp nha. 1 2 3. Wow. Cái này là cái bản màu mắt á chị. Quá trời. Cái này ơi, cái này mỗi ngày đánh một màu. Không, chị biết sao không? Cái này em sẽ để dành lại tại vì em có đam mê trang điểm. Em rất là thích luôn nhưng mà bây giờ em chưa có, em không biết làm, em sẽ đi học một khóa. Xong rồi em sẽ tận dụng cái này. Chị có muốn làm không? Em chị có muốn làm không? Em làm miễn phí cho. Chừng nào tôi đi học về đi. Sẽ làm chục mạch cho được. Cái hiện tại trước á em, tụi em không biết cái này là gì luôn á tại vì khôn ghê. Đẹp ghê. Đẹp lắm. Kiểu nhìn đâu ai biết là ở trong là gì đâu. Đúng rồi. Nhìn nó giống như là của cái váy của nàng tiên cá vậy chị. Cái váy tiên cá. Dạ. Mấy cái mà mỹ phẩm đồ thì em ít có để ở đây lắm. Mấy cái lotion với lại nước hoa son đồ thì em để phía trong phòng á. Cái trang chủ cái góc mà chị thấy nhiều hồi nãy đó. Cái gần cái chỗ của mình. Của em là khủng khiếp luôn. Của cảm nhiều lắm. Của em là em để trên đó đó. Em vừa sử dụng mà em có thể lau bụi đồ được đó. Em là của em nhiều lắm. Tại vì em để dành lại á. Từ hồi xưa em để nhiều lắm. Góc nhỏ trong tim. Thật sự mấy cái này thì rất là mình rất là thích luôn. Mấy cái này thì đem về màu cam nữa nhưng mà màu khác. Em mua cặp chung với anh Cẩm nè. Của người ở danh tặng á. Đó chị đây, để em chân cái này ra chị hết hồn nè. Của chị là cái dây. Then đố chị biết cái này của ai. Sao chị biết được. Này có Cẩm hay vậy. Đó của Cẩm đó. Nhìn là biết không? Em nghe nói là hết hộp rồi mấy sinh nhật. Chị hả? Đây là quà sinh nhật của Cẩm tặng cho mình các bạn ơi. Biết mình đam mê đồng hồ. Chị là cỡ lắm. Muốn xỉu. Nhỏ chân gì gọn ha. Nhìn lên. Chị ba bữa nào chị ba giới thiệu của chị ba. Của chị hả? Ít đồ lắm. Thôi
coi nhiêu được rồi. Coi nhiêu được rồi. Có nhiều thứ trong này lắm. Đừng coi nữa, coi nhiêu được rồi, đấm tuổi. Cái này xào nè, có củ cải, có cải xanh, cải trắng, rồi bắp. Tôm khô. Tôm khô. Là mình xào. Lấy xào, 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 xào vô để cho cù lao. Cho nó dạ. Vừa ăn. Dạ, có nấm. Dạ. Dạ, rồi nữa mình nấu nước súp mình bỏ vô. Ờ. Ngon quá, hấp dẫn ghê. Thơm. Ngày này con nghĩ là tỏi sấy nhiều rồi, thơm á. Có bí quyết gì nữa không? Dạ. Gì đâu không ạ. Dạ, cái đó xíu con nấu nước súp á mẹ. Nè con chiếc cái chai dầu đó ra cái quặng không biết nó rửa nó bỏ đâu rồi không biết nữa. Ừ, ngon quá chín rồi. Này để con ngang dầu cho. Dạ. Quá ngon luôn á. Ừ. Cái thịt với gan này mình xào lên không ạ? Ủa thơm quá. Dạ. Nó chín rồi đúng không? Mình xào để tẩm sấy vô. Là cái là mình đeo vô ha thì nó nhừ. Yeah. Chính nó nhừ. Chỉ là cái này là nó dễ ướp dễ. Ai dễ thấm hơn phải không? Thấm hơn tại nó mềm. Dạ, yeah. Thấy nó thơm quá trời. Mà đẹp nó nhìn nghe xanh xanh đỏ đỏ. Chắc chắn nhỏ nó mừng nha. Cái này mình trộn nó chứ. Trộn chung vô luôn. Rồi chung nó đi cái mình nữa. Thảo hồng giúp mẹ. Một hồi dành cái mâm chén cho anh chị nhỏ. Tâm à, đi em vô chén nhà. Tâm à, đi không cãi cái này nữa là chị nấu cái gan để mình gấp mặt lên con nó. Dạ. Yeah. Không gì. Không biết đâu cũng thấp. Cù lao. Rồi chị nghe đó nghe, chị nghe nhắc rồi đó nghe. Có đồng đội trợ giúp. Kỳ ha. Đang nấu ăn rồi chứ chị. Thơm quá. Bữa ở vô nhà chị Dung mình ăn vịt nấu chao xong cái ra đây mình nay mình ăn cù lao. Ơi. bữa nào lại nhà ăn cẩm ăn khác nữa. Mất ra ăn à. Bà ngoại kêu là xay như trong cái tô. Này gọi là ăn đồng chưa đủ. À là vô cái tô ha, không phải đổ qua cái nồi. Dạ. Đủ canh nó đều hết từng cái luôn á chị. Trời ơi ngon dữ vậy. Được chưa? Tại nhà em không có cái cù lao nên là lấy cái chảo lẩu. Chị hết ăn cái này nè. Cái này kêu là cái gì? Tiết. Bông tiết. Quên. Dạ. Đâu rồi? Nhà của mày nóng. Rồi để tiêu vô. Tính giờ là sáng giờ đi mua đồ xong. Tụi em nấu mà ăn nhà tụi em đi dùm dùm. Đi ra bà ngoại nấu xong luôn. Bữa nay bà ngoại nấu ăn quá. Nữa thì chị mình thêm mỗi cái. Cho mọi người ăn nữa. Còn nhiều lắm nè. Sớt ra hết cho mọi người ăn. Dạ, các cô chú anh chị và các bạn ơi, thì hôm nay đến nhà Ngân nha với lại cái món cù lao rất là ngon và hấp dẫn luôn. Ở đây thì mình cũng chia ra làm 3 bếp để mà cho mọi người được thưởng thức dễ hơn. Hôm nay thì có bà ngoại Ngân nè, có ba Ngân, rồi có mẹ Ngân nữa, rồi các em nhỏ trong gia đình, rồi có Thím Năm lên chơi nữa nè, rồi có thêm chị An, rồi chị Dung, chị Ba rất là đầy đủ luôn. Thì xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi mời mọi người. Mời cả nhà ăn cơm. Ba ăn cơm. Chú cơm với bún hay là bún ngon ha. Bún trộn rồi ngon. Để em ấy xé ra. Ủa kiếp. Ăn cơm được không? Được. Tụi nó coi xấu dữ vậy. Ngon anh kêu yêu chưa? Mà biết gì. Chị thấy cái nắm tiết á, nó có nhiều mà nó bự không nổi. Chan nước canh vô. Dạ, cái lúc nãy con trụng rồi nè. Uống trụng rồi. Nhúng rồi hả? Con đố năm biết ai nêm á. Đậu vùi. Ba rượu. Năm nêm. Đúng rồi.
thử rồi. Năm người em. Điểm luôn hả? Điểm luôn là em. Ngoại nấu đó. Điểm nấu là đậu quá con. Đừng lộn quá con nha. Đừng lộn quá con. Cái nhồi nhồi đó. Tự nhiên nghe thấy mẹ ơi. Ngon lắm. Ngon không chị Dung, tại giờ không nghe tiếng chân vậy? Bà nói một miếng chung đạch. Nó đang miếng tấu cái này em muốn rồi, đâu nói kịp. Dung đang miếng tấu cái kịp. Ủa hai chị đấu gì với nhau vậy? Đấu gấp bằng nhau. Rồi sao vậy, cuộc đấu chị ba thắng hay thua? Tiếp hay là chị Dung thắng cái nấm tiếp? Chị dặn chị ba hay nấm tiếp cho chị. Rồi, chị ba không có nấm tiếp rồi. Đi chú nè. Đi gấp bên đây cho Dung đi. Gấp cho Dung cái nấm tiếp rồi. Trời ơi, ngon quá chứ. Ngon mới được. Cảm ơn. Cảm ơn chị bà. Ngon thì ăn gì. Mới thì ăn cho em anh Hạ ơi. Dạ, có tự nhiên chị ơi. Tụi em rất là tự nhiên. Cái muỗng cơm nó múc cái này cũng sao. Được. Được luôn ha. Tụi lại cũng chị bắt ăn nhiều bổng. Nhậu như kia mà. Có bánh năng không chị? Mình ngay nha. Bánh năng. Ê, ê, tới, tới. Ta dạy làm sao? Ngại em chân gấp chứ hả? Sao đâu, yên tâm đi, lần đây không ngại đâu. Không có cỡ không? Không có cỡ đâu. Xin đường mạnh mẽ quá. Mình phải dung hòa mọi thứ chứ. Mình nó không thấy gì. Ôi trời, nấm con nấm cũng quéo rửa luôn. Mà cháu năm thật là khỏe với con. Hết chưa hả? Còn còn lên đó. Nghe, lên nghe chị, lên nữa. Lên chứ. Rồi tắt lên nấm đi lắm á. Tắt luôn rồi. Chị nó bụng luôn á. Mẫu rồi nó. Nó mỏ rồi. Cái bông này bỏ rồi nó bị. Đang cố gắng hạ đi. Cái bông cảnh á. Cái tay luôn. Nóng này tâm lý mình duy nhất cho người ta để về đó, ta đem cái trộn vô. Nè 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 nè. Cái gì chú nào? Đồ ngon lắm. Con Thiên Lý hả? Mở ra nhúc vô thì sao? Đủ ngon nữa. Ngon dữ vậy. Bỏ ra nhúc vô thì ngon nữa chứ sao? Bỏ ra nhúc vô ngon dữ. Mà nốt ta nấu, chúng ta nhúc để vô. Ăn thử nó biết là không ăn được không? Thôi mẹ, nó nhúc lại cho đây nó hôi liền. Nó sẽ cái mùi lá me đó em. Vậy hả? Cù lao kiểu mới. Cù lao kiểu nhúc rồi đó. Cù lao mà để con nhúc thì mới me luôn. Mình làm gặp người lạ hơn ta. Bây giờ món đó ngon lý luôn nhất. Cù lao ngăn. Tại nhà ngăn cho nên là đặt tên cù lao ngăn. Có cù lao dung nữa. Dữ ha. Cù lao vung. Dung. Bây giờ ta thích cù lao dung nè. Nó cũng thương quá. Chị đấy. Chú Hâm bỏ một xíu ra mặt. Dạ cái gì ha. Dạ thôi vậy sao cái gì không gục. Thầy tìm món nào cho món đó. Nó mình ngon lộn xộn nữa ha. Mình không có thể để cái món vô được ha. Tiến vô đàn. Hay là mốt nhà mình mở nó ra một cái cuộc thi đi. Nó ăn đập lại lại nhất miền Tây. Thôi giờ chị thấy ăn nửa nồi đi. Dù gì nó cũng ấm bụng mà. Cứ thử thử đi, để con nhúc ra muốn tì hỉ. Nhà em còn có hai lá bát tàu. Nhà em đâu có chảo không? Chảo là muốn, chảo là nhúc, chảo không lý. Mà ăn nửa chảo rồi chứ để thử đi. Bông Thiên Lý ngon hơn muốn nhất quá. Thấy bông Thiên Lý là hợp lý nhất đó. Bông Thiên Lý là hay hợp đó nè. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi mình được đến nhà Ngân nào cũng như vậy. Gia đình của Ngân ăn một bữa cơm rất là ngon và ấm áp luôn. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Nếu mà thích thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Chào.